Đại hội đại biểu đảng bộ xã Giang Tao nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 6, đảng bộ xã Giang Tao huyện Lắc đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có bí thư huyện ủy Lắc Võ Ngọc Tuyên, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện, cùng 125 đại biểu chính thức đại diện cho 202 đảng viên của toàn đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ xã Giang Tao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tổng sản phẩm bình quân 5 năm đạt 115,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10,5%, tổng số học sinh trong độ tuổi được huy động đến trường đạt trên 99%, năm học 2028-2019. Tỷ lệ học sinh bỏ học chỉ còn 0,86%, đã giải ngân cho 5.480 hộ với số tiền hơn 69 tỷ đồng cho các chương trình xóa đói giảm nghèo. Các chính sách an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được tập trung đổi mới, nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả các nội dung thực hiện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 71 đảng viên mới, tỷ lệ chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm đạt khoảng 76,4%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 78,4%, vận động cán bộ, đảng viên tiết kiệm được gần 35 triệu đồng. Phát huy thành quả đạt được, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 như phấn đấu đưa mức tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 6-7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng vào năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 20%, hàng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm kết nạp thêm từ 9 đến 10 đảng viên mới. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, đại hội đã bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ xã Giang Tao lần thứ 14. Nhiệm kỳ 2020-2025, khuyết chức danh bí thư đảng ủy xã. Đồng chí Thu Sruk chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và đồng chí Y Thiêm Quang được bầu làm phó bí thư đảng ủy xã Giang Tao, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu chính thức và không một đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên. Các nguồn vốn để đầu tư, các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, làm tốt công tác huy động các nguồn lực từ nhân dân. Chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Ba là thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức tốt các phương án diễn tập, luyện tập, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế xã hội.